Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thả bãi đất mới các bạn ơi. Chào gió đi. Rồi bữa Vũ chơi con trái tim kia ngay ngọn tràm luôn, kéo từ trên đó kéo rớt cái nhánh tràm xuống luôn, cao đó, view á, ghê vậy, nhào nữa, ghê vậy. Được 5-6 con rồi đó. Có tim nha. Chưa lắm rồi. Làm hết à, hồi đó nước nôi rồi. Hết tim luôn á. Hai trái tim nha. Rồi. Chợ dân không nghe. Tôi làm cái hầu đồng tấm hủ giờ ông Bình. Cái này còn nghe tấm hủ rồi đó ông đồng văn nào nghe. Cũng ruộng xong ông mất đồng tàm. Chỗ này có cái máy. Quá cao. 50.000 mà dài ghê không? Ừ. 50.000 thì nó gần nửa ký rồi, có 60.000 nửa ký. Dài ghê không? Chút mà thả đi, chút mà thả. Quá cao. Nửa ký nè. Nửa ký cũng 4 con à. Khác nhau được, à. 6 con rồi nha các bạn. Dài hơn. 14. Nửa ký thì nó cục hơn. Tôi mua 100.000 trước mà cứ mua 18 tôi một lần cũng thả đó. Đục. Đục. Thì bự. 18 làm gì một cậu. Lớn lớn 16 kéo thấy mẹ nó kéo nó té luôn. Rồi. Một lần thấy tôi thả nó. Đó nè, tới đây là nửa ký nè. Từ đó xuống đây nửa ký đó. Đó thì 50 với 60. Lên. Rớt luôn rồi. Trời. Hên quá. Quá hên. Quá đẹp nha. Tiếp một con nữa. Bữa nhỏ đây nè. Lên. Chứ đây nè. Rồi.
Ví dụ tao tao còn không biết làm, tao còn mua tao chơi ra nè, chứ tao có đâu làm. Quá trời trường chuồng luôn. Cái này đó làm bán đó, tao chỉ cho. Giá nào cũng có. Chung chung quá trời luôn à. Quá. Chung chung bay nghẹt luôn à. Không, thấy chung chung không? Chung chung bay luôn. À. Chiều nay mưa nữa. Rồi bữa thằng Bình nó nhìn nè, bệnh đó đó, ông này xách vô nó nhìn nè, chứ mình sao biết. Bữa nó mua nhiều dữ, ta phải mua, nó mua 6 con. Thấy không? Mua đi bán lại đó. Phải không? Chắc vậy đó. Đâu nó mua tầm 500 ngàn con xong vé 3 nữ bán lại gì? À. Mua mình con cặp bôi 600 ngàn. Dướng dướng còn lấy cút qua, lấy cút qua. Màu đỏ xanh chứ mình đỏ đỏ luôn vậy. Thì bữa thấy tại vì cái này là bẻ. Bẻ mí nó nhìn chứ ai biết. Nhiều bẻ mí gì đó. Ở đây có nó bảy mí thôi chứ ai bẻ mí. Bẻ mí. Rồi cho thức rượu. Nhiều leo không chạy. Công nhận có nhiều cái màu, nhiều tôi lên sáng nhiều chứ. Nhiều tới bị vậy. Bị ổng, ngày đó thích gì thả gặp tôi đi. Không phải ra một ra sắc dụng ai là nó vô rác luôn vào. Vừa vừa chai hả? À. Mà cánh nó thì ná mà cũng nhẹ gió chứ ha. Nhiều nó bị ứ yếu thường giữa. Cốt giữa mà tôi nói mày thả nhảy gió vậy rút gió mạnh nó giật cái đâu là bự quá nó biết chè gió xe ông đam mẻ cái cổ ngay qua nó nấu cái gió đâu. Carbon 14 hả, tầm khoảng 150 mét nè, cắn mấy gì đâu kêu cắn chùm 3 con 2 chùm 6 con. Gió đều đều à, chứ không có lớn. Ngày hôm qua cũng vậy, xuống này cũng 5-6 con vậy, cột đà chơi đó, bỏ ngon bên đó, nên là chơi ngồi. Nhiều tôi hôm qua anh thả đây hả anh Tùng? À. Qua hỏi ông Bình á, bữa nay anh Tùng không thả hả? À. Nói chắc anh thả dưới đây, chắc chú hai thả dưới đây. Anh ơi, cứ qua điện nổi. Nghĩa chuyên nghiệp rồi. Nói nhiều bệnh nói tầm quá mà mới xuống thì không có thấy vũ dương bệnh mới nằm bên đó. Ở đây còn một hồi một hơi rồi mới thấy. Chuyện qua cái thuốc đẩy nè, cái dịch thuốc ruộng là tôi giờ mới thấy ăn thả là cũng viền quá mà mình mới đi xin không qua đứng nữa. Vậy không chạy qua nó cho tôi cầm tí xíu. Lên men rồi nó lên rồi thú rồi. Cho tôi cầm tí xíu đi. Mấy lúc trước tôi thả mình tôi ôm bước một lần à, có mình à. Đó vô giẫm nằm luôn à. Hầu đó đời của con người của tôi á. Từ lâu rồi giờ cái đường bê tông. Ông nào mà quy tín lắm mới cho cầm được chút à. Nằm làm phơm vừa cho đẹp luôn. Đúng mà không có cũng cái còi ấm. Xuống ruộng kia cái ruộng nó còi ấm. Sát bên á. Ờ à, tôi ô lúc này còn khỏe không anh Tư? Hả? Tôi ô lúc này còn khỏe không? Nó sát như chỗ nồng đen. Quy quy quy. Ngoài ra xuống nằm đó là cứ lẹ đi chứ làm gì? Con này sao nó quậy dữ à? À quậy là mệt nhiều mình á. Bả cho nó bả bổ xuống là có đứt á. Không tính ra mà 50 ngàn cứ còn 4 thả thả đủ rồi mình. Gió đều đều thả được rồi. Gió dòng. Gió này nó cả. Nhưng tí quán thả tầm này rồi chứ mà xa nó cũng lên. Ông
Út này cầm chim luôn, chúng thả mà không đi rồi còn biến. Ông ơi là sao thích đại bàn xuống ổng thả mà ổng không xuống. Gió này thả nó ngon nè. Không có nhẹ. Đi chân chút về. Gió à. Thằng gió hả? Ông lên vô mấy là ổng cả lát bà. Cầm á. Hả? Cầm lên đó. Con nặng gió thì mẹ. Ai nói nhẹ. Cái mùa lần như thế. Gió lớn mà lần gió lớn thì không được. Còn lần gì mình cũng lên là vừa ổng bay thổi thấy ra. Không gió, cũng gió ngon ngon rồi. Nhớ lần dưới yếu thả tụt tụt nó nằm xa xa xuống vậy đó mấy đó. Nhỏ nhỏ vậy. Không có nhỏ con đủ không? Bán cho cái ông gì ngay vô trường tôi đủ trong đó rồi. Thấy treo được một mấy bữa đó. Bán vậy rồi. Là cũng bán một ghê trời. Bán trong đó rồi. Ba con. Gãy cho bỏ luôn. Đó, treo ba bữa rồi đó. Thả nhiều mình thấy nhiều gì vậy. Tại bàn nhỏ nhỏ rồi. Ba bữa. Cái này giọng quá vậy nè. Cái giọng cái cúc gãy ngay cánh cái chót vậy thôi cho. Cái dục luôn đó. Nhiều mây đẹp ghê. 6 con 7 con. Tôi hôm giờ tôi nói ruộng trên nàng à, sau cũng thấy thả nhiều. Ai về thả thì vô á. Có vắng rồi, có ông Lập á. Ông Lập thì mấy bữa này cũng lâu rồi á. Lập hôm giữa làm mấy. Ờ, thì đó. Vắng ổng lâu rồi á. Bên tôi ôm có ro dài nó băng vô đây lẫn chi là cảnh vô lấy hai bộ trường bên đó mình nói mình ro dài nó nằm ở khu vực này nằm đứng ở đứng đó giờ thấy nhiều đó hai bộ 7 con bộ 18 con 18 con 16 7 con dưới đây 3 con nữa là 10 con biết lý do gì mà đủ chân con diều mà bự phái cái gì bự không con diều bự á bự diều nó dễ lên không mình lấy cậu đánh hai cây carbon nó được cặp trường nó mới tám nó được con diều nhỏ nó có lên mà con diều bự nó dễ lên lắm với lại cái văn nó lớn nó kêu nghe cho đã phái kêu diều bự á cái văn nó kêu gió này yếu ngoài tiếp anh gió này yếu các bạn ơi gió yếu nè rồi thôi bây giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha, gió yếu. Qua cái gì mà cái gốc gì mà 50 triệu? Đâu 50 triệu. 10 triệu. Một cái gốc đó hả? Không có, ông gốc mất cái gốc không á, ông khai thác xong rồi giờ mất gốc không làm ruộng á. À, kêu người mất quá hả? Rồi. Chào các bạn nha. Ghép, ông có đám đáy chốt như giáp cái ruộng năm đây chứ kia chứ. Gì nó mất bao nhiêu mà 10 triệu? Lên tới hành sỏi là nhiều hả? Nhiều tiếng á chứ. Nhiều lắm à, nguyên cái đất. Đó ngay cái trăm đó. 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 Đ